Dạ vâng, Hải chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi tối hôm nay nhé. Vâng, hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm, tức là 23 giờ tối Việt Nam mọi người. Thì Hải đang có mặt tại đường Lê Lợi. Dạ hôm nay thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo những con đường trung tâm Sài Gòn cùng với Hải. Vâng, thì bây giờ mình sẽ đi dọc đường Lê Lợi qua khu vực chợ Bến Thành. Vâng, rồi sau đấy mình sẽ vào bên trong phố Tây Bùi Viện trong buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Vâng, thì mọi người thấy là thế. Khung cảnh 23 giờ đêm rồi nhưng mà lượng người đổ ra đường đi vui chơi rất là đông mọi người này. Cái khu vực này đa phần là các bạn trẻ thôi. Và thêm sau đấy là du khách nước ngoài đang họ đi dạo đêm cũng như là đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ này, rồi phố Tây Bùi Viện, đó là hai cái điểm vui chơi tối rất là đông. Và có thêm khu vực cà phê Việt, nhà thờ Đức Bà nữa. Vâng, thì tối ngày hôm nay tương đối là mát mọi người ạ. Đi bộ thì khá là nóng nhưng mà đi xe thì tương đối là mát. Mọi người thấy cô thì bán một cánh hàng rong mọi người. Này đang về đấy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì giờ cũng được về nghỉ ngơi. Có chồng chở đi. Đấy. Cô các mẹ bán những cánh hàng rong quanh tại những cái con đường trung tâm này. Bán những các bạn trẻ rồi cũng như là du khách nước ngoài nữa. Có bán gồm mấy trắng trộn này, nấu này, phỏng này, rồi các cái đồ ăn vặt bim bim này. Tại thì Hải đang có mặt tại khu vực này mọi người này. Bên này là cửa hàng McDonald's này, mở cửa 24/24 luôn, phục vụ du khách nước ngoài ăn uống, thấy cũng tương đối là đông mọi người. Đấy, ngày mai thì tô Hùng Vương rồi, người được nghỉ cũng nhiều nữa. Ở đây này, đây có những vị khách đi từ khu vực phố Tây Bùi Viện đi về, mọi người nhìn thấy những quán nhậu thời gian này rất là đông. Đấy. Hai bên luôn. Rất là nhộn nhịp luôn, thực sự đêm nha. Đấy. À, 11 giờ đêm ăn nhậu thâu đêm suốt sáng luôn. Đấy, bên này quán ăn của thì là nhìn có vẻ giống như của Nhật mọi người này, cũng đông khách này, không kém. Bên này có cái tiệm của thằng Jumbo á, thì có vẻ là đóng cửa nghỉ đâu. Đấy, nhường lại cho những cái quán bên này, quán này mọi người đổ ra đường á. Đấy, ôi dồi, đông kinh luôn. Đây em nhìn top mấy chục người mọi người thấy không? Đấy, quán rất là đông khách. Quán này ngày xưa showroom của Phan Công Khanh. Cái là mọi người ăn nhậu cái là bắt xe về hết nên đỡ. Đấy, ăn nhậu cái là bắt Grab taxi về thì nó an toàn hơn. Đấy, mọi người không nên đi xe nha, không đi xe thứ nhất là gây nguy hiểm lắm, tai nạn đủ kiểu luôn á. Còn thì bây giờ mình sẽ vào khu vực Bùi Viện. Ui dồi ôi, Bùi Viện chưa vào tới Bùi Viện, mọi người thấy 23 giờ đêm này, không biết là hôm nay có cấm xe được không. Đấy, gì này, chờ taxi này rồi Grab đứng đầy đường ngay đầu đường Bùi Viện rồi, khá là đông. Vâng, thì 30 tháng 4 này thì sẽ bán pháo hoa nữa, 16 điểm nữa, đúng là thoải mái cho mọi người đi xem luôn. Đấy, mọi người thấy không, taxi các thứ là đứng đầy đường đầu đường phố Tây Bùi Viện, chờ khách vào vui chơi đêm. Thank you.
quay cho mọi người xem một xíu, đang bóng đá đây. Tỷ số có thể là 0-0, đã được 15 phút rồi. Đúng rồi, cô tàu điện này đông lắm. Chen vào trong em có chen không mọi người nhá. Và xe máy mà đi được nhá. Đồng kinh khủng luôn này.
Tây Bùi Viện rất là đông và nhộn nhịp, du khách nước ngoài tới vui chơi mọi người. Đúng là lâu lắm rồi mình mới thấy cái cảnh này mọi người. Cái cảnh mà 12 giờ đêm lượng khách đổ về đông ngườm nghịt được. Hay ăn uống vui chơi. Thực sự quá là đã luôn mọi người. Mình nghĩ chỉ khu vực phố đi bộ của Hà Nội thì giờ này với đông không ngờ phố Tây Bùi Viện còn đông như vậy. Nhưng mà bây giờ những hàng quán ở phía bên ngoài này thì có vẻ tương đối là vơi vắng khách. Và khách bây giờ họ lại cho chuyển vào hết vào bên trong rồi. Bên trong ăn uống vui chơi bên trong hết luôn này. Du khách bên ngoài đang đổ về bây giờ, người thì ra người đi vào. Vâng, thì hiện tại thì Hải đang có mặt tại đường Cống Quỳnh nha mọi người. Mình sẽ đi dọc khu vực này, sau đấy mình về với đường Phạm Hùng Lão. Qua tới khu vực này thì mọi người thấy là đường xá nó tương đối là vắng, nó không có nhộn nhịp lắm nữa. Mọi người tập trung về phố Tây rồi, đấy cũng nghỉ ngơi. Bên này có chợ X Singapore đây. Khách đi về phố Tây ấy. Giờ đi mọi người vào bên trong kia nóng ướt hết cả lưng luôn á, đông quá trời đông, đi mãi mới ra được. Hôm nay mình cũng không có ý định là vào bên trong á, nhưng mà thấy vui vui đông đông thì chạy vào quay cho mọi người xem một xíu, cập nhật cho mọi người những cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn cả đêm tại khu vực phố Tây. Bên này bánh mì chim chạy mọi người này, thấy nó mùa cũng rất đông, Grab còn lấy đơn. Xe mọi người, xe 45 chỗ đấy đang đứng khu vực này để thả khách cũng như là đón khách đi tham quan những cái điểm vui chơi tại trung tâm. Mấy chiếc luôn, mình thấy 3 chiếc rồi này. Bên dưới kia chiếc là 4 dọc khu vực này nữa, khá là nhiều xe. Đây thực sự là năm nay là cái ngày du lịch đây, vận tải khách sạn cũng là hốt được bạc luôn đó. Mới đầu năm 2024 thôi mà mọi người thấy với thống kê có 2 tháng đầu năm hơn 1 triệu lượt khách tới. Đây là những cái tín hiệu rất đáng mừng dù cho năm 2023. Năm 2023 thì một năm khá là vất vả với ngành du lịch ảnh hưởng sau hậu Covid. Quỳnh lúc nào cũng thấy bán luôn. Ở đây đâu 90.000 một tô, chứ Hải cũng chưa bao giờ ăn ở đây cơ. Đây là hôm trước là có chú Việt Kiều Mỹ chú ăn là chú cứ chia sẻ thôi. Mình ít kìm ăn những cái chỗ này lắm. Hải thường thường phở thì nếu mà hôm nào mình có sang sang có tiền thì mình ăn phở đá ở khu vực đường Bát Tơ á. Lâu lâu mình đổi món thì đấy. Ở đấy thì nó dao động giá khoảng 110-120.000 một tô. Còn tô bình thường thì khoảng 70.000 đó. Đấy là hôm nào có lương thì lâu lâu được quý cô chú anh chị mình ủng hộ nhiều, có nhiều view ấy, thì mới dám đi ăn như vậy thôi. Còn bình thường thì khoảng 40-50 ngàn một tô là cũng tương đối là ngon rồi. Mình nhìn mọi người về quê này đi du lịch nước nước nhiều công ty có khi nhiều quý cô chú anh chị mình về quê luôn á, thì nghỉ thứ năm thứ sáu thứ bảy người ta nghỉ được, người ta xin nghỉ luôn được được kéo nhau về này. Hành lý thì chắc cả hàng núi. Đấy, xe mọi người đang dọc khu vực này bây giờ mình toàn thấy xe 45 chỗ mà toàn tựa khách dọc tương đối là nhiều luôn. Khu vực Tây này, đây ngồi bên đấy, cái khung đấy, khu vực này mọi người thấy này, chưa bao giờ thấy một đêm gì mà đông dữ, đây là lên xe Phương Trang,
xe này có 16 chỗ, một đống người luôn. Này. 23 giờ đêm, gần 24 giờ. Người đổ đường luôn luôn. Đấy, nhất có tay bùi viện cũng như là cuộc bắt xe đi chơi. Bên này thì có bánh mì mọi người này. Đêm mọi người đi đây cũng có một số quà ở ra gái á. Đây mà đây, bên này 3 chiếc xe. 1, 2, 3, 3 chiếc xe 45 chỗ con khách trên khu vực bên kia này. Đấy, toàn bây giờ xe sướng, toàn xe xịn mọi người. Đó, xe giường nằm rồi điều hòa, có tivi nữa. Còn xe xịn đâu. Không giống như ngày xưa mình đi xe nó vất vả, bây giờ đi xe sướng. Rồi, bây giờ mình sẽ về với đường các bạn 8 nhé. Cái hãng xe taxi á, họ sẽ gắn cờ đỏ sao vàng rất là nhiều nhé. Rồi cái là nghỉ lễ, nghỉ dài lại còn được có lương đúng không? Năm nay nghỉ gần bằng Tết luôn rồi, nghỉ 5 ngày luôn. Được thưởng 80% lương, còn có thưởng nữa. Thì công ty của Hải là được thưởng chắc khoảng 500 hoặc 1 triệu gì đấy, tùy theo từng năm. Mới là năm nay được bao nhiêu nữa. Năm nay thì chưa thấy công bố, chắc là cũng phải được khoảng 500 tới 1 triệu. Tới đây thì Hải cũng xin phép được dừng video clip ở đây nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Hải. Và tất cả mọi người ở một video tiếp theo nhé. Chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ cuối tuần. Xin lỗi mọi người, chúc tất cả mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.